một kiếp cuối bao, nào đâu còn nữa mà mong được lành. Thì thôi chấp nhận cam đành, nỗi đau thân xác hoành hành tứ chi. Mọi người ghê tởm khinh khi, người thân xa cách chẳng chi đến gần. Tôi sinh ra vào năm Mậu Thìn, cầm tinh con rồng, nên khi tôi ra đời vào một đêm mưa ngập trời đất, cây cối đổ gãy, nhà cửa trôi dạt và hoa màu thối mục. Ngày mai tôi đi đưa Quy lên tỉnh cho nó đi thi sơ học yếu lược. Do nhà nước và bảo hộ tổ chức á, rồi sẵn đó tôi chụp cho nó cái bóng để cho nó gắn vô tờ đơn. Rồi hai cha con tính đi bằng gì? Đi bộ chứ đi bằng gì bà. Trời đất, xa lắm đó. Xa thì xa, cũng phải đi bộ thôi. Nhà mình nghèo lấy tiền bạc đâu mà đi xe. Bà coi vô dắt cho hai cha con tôi dắt cơm với lại ít muối mè đem theo dọc đường, có đói cha con tôi ăn. Ông nội bà nội có linh thiêng về phù hộ cho đứa cháu nội của ông nội bà nội thi đỗ đạt và phù hộ cho gia đình của tụi con. Quy à, vậy chuẩn bị đi thi con. Dạ. Mượn áo vô. Dạ. Cài nút áo lại, ráng thi đậu nghe con. Dạ, con sẽ cố gắng thi đậu, mẹ yên tâm đi. Nè, đồ của con với ông tôi chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn bà, khổ cho bà quá. Hai cha con đi cẩn thận đó. Thi xong á thì về liền nghe. Rồi, bà yên tâm đi. Đi con, Quy. Đi. Cẩn thận nghe con. Dạ. Ê,
Thôi chắc mình ăn cơm đi con. Cha cũng đói quá rồi, ăn rồi còn đi nữa. Nè, con ăn đi con. Dạ cảm ơn ba. Giỏi. Ăn đỡ chút xíu, ba cho uống nước rồi đi. Kiểu này không biết chừng nào mới tới chỗ thi đây. Ba mệt chứ lắm rồi á. Tội nghiệp cho ba tôi. Lội bộ dắt tôi lên tỉnh, lo cho tôi ăn dọc đường. Năm đó, tôi cũng thi đậu sơ học yếu lược. Làng mở tiệc mừng cho tôi với ba bạn nữa. Ba mẹ tôi vui lắm. Dạ ông chào ông chị Lan. Dạ rồi. Chào bà con. Hôm nay làng ta có mở tiệc liên quan để mừng bốn cháu vừa thi học kỳ thi sơ học yếu lược. Cho nên bà con cho một đàn vỗ tay để mừng các cháu đi nào. Đây là bốn học sinh tiêu biểu cho các em học trò của làng ta. Mời các cháu ra đây. Đây là bốn phần thưởng dành cho các em. Tối ngày lo chơi bời lêu lổng, không chịu học hành gì hết trơn hết trọi. Thấy người ta không? Xấu hổ cho hai cái thằng cha mẹ mày quá đi. Đi, đi về nhà tao quánh mày cho thấy mẹ mày luôn. Số mình không may, nghĩ mà ấm ức. Mình đã dạy mai cho con dậu. Mình đã dạy cho nó thành nghề. Vậy mà uống nước này anh. Cảm ơn em. Nhờ trời thương á mà anh được cái ngày mai này nè. Gia đình chúng ta cũng tạm đủ cái ăn, cái mặc và lo cho con đi học nữa. Mình phải cảm tạ ơn trên nhiều nha anh. Nếu ơn trên mà không ban cho vợ chồng mình á thì gia đình mình cũng chịu cảnh đói rách như bao người khác thôi. Anh biết mà. Em à, hôm nay trời mưa to quá. Cứ mỗi lần trời mưa là mỗi lần anh thấy rầu. Anh ơi, anh coi trời mưa mà ai đứng lồm khồm ngoài vậy anh? Em à, thôi để anh đi ra ngoài coi. Chứ em bầu bì như vậy ra ngoài dễ cảm lạnh lắm nha. Để anh đi ra ngoài coi. Dạ nha. Ai đó? Tôi là bà Năm, má con dậu đây cậu Huy. Trời ơi, trời mưa gió mà sao ra đó? Thì tụi tôi hết gạo ăn rồi. Bây giờ phải đi hái rau bắt ốc ăn đỡ cậu Huy ơi. Thôi, Thiếm với cháu vô đây đi. Nhanh đi. Trời ơi, ướt hết trơn rồi. Dạ, cảm ơn cậu Huy. Thôi, cứ để Đại đây đi. Rồi em vô nhà đi. Qua đây em. Dạ. Thiếm Năm ngồi đây đi. Trời ơi, quần áo ướt hết trơn rồi. Em coi vô trong lấy cái áo cho Thiếm Năm với bé Dậu thay đi nha. Chứ nếu dạ. không thì bị cảm lạnh đó. Thiếm Năm với bé Dậu vào trong thay đồ nha. Dạ.
Không ngờ em mặc cái áo này cũng đẹp quá bé Dậu. Nè, dạ, ngồi đi em. Dạ, chín năm muốn nước chín năm. Dạ, cảm ơn cô. Dậu uống nước nè em. Dạ, con cảm ơn mợ hai. Mấy năm nay cuộc sống của bà con mình khổ cực quá. Nhà nông phải đi cày ruộng ban đêm mà không có thu hoạch được bao nhiêu hết á. Ủa, mẹ con thím bây giờ phải làm ruộng ban đêm luôn hả? Ừ, phần hai mẹ con tôi á, tôi thì già yếu rồi, con Dậu nó còn nhỏ lắm, nó không có làm ruộng được. Chỉ còn việc là đi mót lúa mướn, đào khai sắn, hái ba cái rau bắt ốc để ăn qua ngày đó cậu ơi. Anh coi có cách gì á giúp thím Năm được không anh? Cuộc sống của thím Năm với bé Dậu cực khổ quá, như vậy không có đủ sống. Hay là thím Năm cho bé Dậu về ở chung với vợ chồng tôi, vợ chồng tôi sẽ nuôi ăn và dạy nghề cho nó để thím Năm bớt gánh nặng. Ôi trời ơi, vậy tôi đội ơn cậu mở biết nhiều nói. Sau 2 năm học nghề, con Dậu nó đã may được. Tôi mới cho tiền nó hàng tháng để nó đem về phụ mẹ. Nhờ vậy mà hai mẹ con bà cũng tạm sống no đủ hơn. Thời gian sau, đúng là phước bất trùng lai, mà quả thì vô đơn chí. Bệnh nhân Nguyễn Huy. Dạ, có tôi. Đây là giấy xét nghiệm của cậu, kết quả là... Vậy là tôi bị... Quỳ.